time. Yeah. Ladies and gentlemen, we hope everybody had fun tonight. Trời, nói tiếng Anh như chó. Nhưng nói đến tao nói nhiều quá rồi, có tiếng có tiếng không. Mà để nói tiếng Việt Nam cho chắc ăn. Dạ bảo liên tinh quan kính chào quý ông bà, cô bác, quý đại các công nhân, quý canh tân công tử, quý thiếu nữ, chư chồng, quý ông chồng, thương vợ, quý cậu mợ, hai đàn, quý họ hàng, hai họ, quý em nhỏ, dễ thương, và quý công nương, có tâm. Vỗ tay. Trời đi chùa mà không vui gì hết, thầy buồn. Dạ kính thưa quý vị, và trước khi biểu diễn, Bảo Linh xin cầu chúc cho tất cả quý vị một năm được vạn sự như ý. Công việc làm ăn thì luôn luôn hoan hỷ, tiền bạc vô tỷ tỷ, chứ mình đi cúng chùa mệt nghỉ.